Xin chào tất cả anh em của mình nha. Thì hiện tại là đang là boss môn phái các bạn ạ. Boss trưa 12 giờ các bạn. Thì clip này là muốn giới thiệu đến anh em là những nhân vật ở trong bang phái của mình đó. Thì anh em muốn lên TV thì mình sẽ giới thiệu đó, rất là nhiều anh em có mặt ở trên cái clip này các bạn. Xem sự cái hùng hậu của cái bang phái của mình đó. Thì anh em thấy là rất là nhiều anh em còn lực chiến rất là cao luôn. Nghịch Hà nè, rồi nhiều lắm anh em. Giải tỷ lệ cho Hân Trang VIP nè, rồi Dũng Khôi nè, Nghịch Hà nè, rồi Tinh Thần Quang gì nè, rồi Bắp nè, rồi Đinh Phong gì nè, Quỷ Lệ nè, Huy Chu nè, Bắc Kiều Phong nè, S2 Chu Sát nè, Anh Chuối nè, Thích Minh Hằng nè, Chung Ma Thằng nè, Quỷ Mị ha, gì Măng Hoàng gì nè, Sư Tìm Vợ nè. Đấy, rất là nhiều anh em ha. Rồi những anh em nào mà không online các bạn, trong vòng mà gọi là 2 ngày là mình sẽ kích khỏi môn phái ha. Đây, còn đây là hình ảnh game của anh em đây. Rất là nhiều anh em bu lại một cục luôn. Rất là nhiều nha. Ôi, nó rớt mạng liên tục anh em à. Mình không hiểu, nó rớt mạng, nó rớt hoài. Xíu. Chút xíu nữa là mình dùng rồi. Ở bị lag luôn cái gì rồi à, chưa bị lag nha bot mọi người. Nhắn tin với anh em cái đã. Tại anh em đang đi đâu mất tiêu hết rồi ta. À, quên búp Cổ Vũ, nhờ anh em nó nhắc mới nhớ anh em à. Tộc mình là tộc chơi tộc top mấy rồi, dần xuống top xuống hạng nha. À, top 1 vẫn còn top 1 nhé anh em. Và nâng cấp bang thì còn thêm 4.000 nữa, 3.000 mấy nữa sẽ nâng lên cấp 2 ha. Ok anh em. Đang quay clip đó nhé anh em. Anh em làm sao đừng tôi mắc mặt cho anh em. Phóng to ra cho anh em thấy ha. Đó, rất là đẹp. Đây là Lữ Độc Tăng của mình đó. Rất là nhiều anh em trưởng môn trưởng phái vô ha. Em cứ lấy đi. Nó chơi game mà vừa chơi game mà vừa làm clip vậy á, nó vui lắm anh em à. Vui cực kỳ. Ma tộc thì không có xin nhơ gì đâu. Từ từ những anh em này người ta búp lên rồi sẽ khác ha. Với lại mình cũng muốn khoa trương với người ta. Nó là như vậy. Đồ mình thì không phải là mình yếu mà chưa có đồ anh em à. Đồ ghép không đủ. Đấy, boss săn boss thì hôm nay nó đen. Không có boss. Boss quýnh ra toàn là bót củ cải, đồ củ cải không. Như vậy. Tăng cấp rồi. Lên cấp. Lên sức chằn sơ tâm. Kho báo này không biết chừng nào. Chắc chiều nay mới ấy được quá.
tộc thì anh em online rất là đông đủ. Tại là đang online bao nhiêu đây? Hạn mức rồi, vượt hạn mức thành viên 30 người rồi các bạn. Có lẽ mình sẽ coi, mình sẽ kích ra nha. Đó. Để cho những anh em khác người ta vô các bạn ạ. Đấy. Những bạn nào mà cấp ní ní đó thì mình sẽ cho đi bớt ha. Biết bạn này còn chơi không? Tôi cứ cho ra đã. Để cho những anh em khác người ta chưa có vô được môn phái các bạn, người ta vô nha. Đấy. Hèn chi không có thấy anh em nào vô hết. Để tôi xem lại coi. Rất là nhiều anh em đã vô không được. Quỷ này là quỷ môn phái các bạn. Sống này có thể là nâng cấp lên được và nhiều anh em khác đã vô được các bạn. Bởi vì anh em đang gọi là chạy hết code, hết ga, hết số để phục vụ cho những anh em khác. Đấy. Bên mình ít người. Đấy, ít và chắc, chất lượng. Nhiều anh em xem clip mình cũng biết mình đấy. Nghe có cái hình này nó lạ lắm anh em. Gửi này nó ra cái kia các bạn. Đó. Bị lỗi mà, bị lỗi lỗi ha. Đây là chung với lời. Mình sẽ tích những cái phiếu này lại để ngày mai mình dùng các bạn. Đấy. Boss sắp tẹo rồi. Làm trực tiếp. Và lên web nạp. Đấy, chỉ cho anh em, hỗ trợ cho anh em hết ga hết số nha. Rồi chút xíu nữa sẽ đi đấu giá nha. Mình nói là mình có tiền là mình sẽ đi đấu giá để mình hớt thêm một tí lực chiến nha. Do mình yếu các bạn à. Mình bảo đảm với các bạn là nhiều các bạn thì sẽ đi mua những cái thứ khác rồi. Đấy. Riêng mình thì không nha, mình sẽ đầu tư cái này luôn nha. Chút xíu nữa đi. Chút xíu nữa là mình sẽ ấy liền. Đây nó sẽ hiện ở phần chợ này, chúng ta sẽ đi đấu giá. Đấy. Đấu giá đồ tăng lực chiến nữa anh em. Đây nạp cái là các bạn nhận được quà liền. Mà nạp 129.000 nữa nha. Rất là mắc mỏ lắm. Nên mình không có nạp. Mình không có tiền nên không có nạp. Bây giờ mình đi săn boss tiếp. Không, mình đi đây đi. Mình vào phó bản với để dáng rồi. Săn boss đi. Ha, có con boss nó hồi sinh rồi nè các bạn. Săn boss chút xíu mình sẽ đấu giá sao. Đấy, giờ là các bạn sẽ đấu giá những cái thứ này nha. Đấu giá cho mình, đấu giá hết. Mình rất thích những cái thứ này. Đấy, một cục mình cũng không để lại nha. Rồi, có ai mua rồi, có ai mua hết rồi. Thiệt chứ. Đấu giá hết nha anh em. Đấy.
Đấy, ai yếu yếu mạnh mạnh thì đấu giá vô. Ai có vàng giàu nhiều rồi, sao rồi rồi anh em quốc chữ giờ. Sao anh em làm như lìa với anh em? Nhận lợi tức là tôi nói với các bạn là lợi tức khủng luôn đó. Nó đăng kia không được thì mình đấu cái này để mình gấp đồ các bạn. Mình tính năng cao cao lên đi chút xíu, anh em khác là sẽ ấy thôi. Ok. Đấy, đấy, lại có lực chiến rồi đấy. Thì các bạn coi cái nào nó mạnh thì các bạn nha. Mình lựa chọn hệ thủy nè, lúc nào cũng ngon. Vui chưa anh em? Sao nó để hoài vậy ta? Các bạn lưu ý là các bạn phải đấu giá ở đây nha, để các bạn kiếm đồ các bạn ấy nha. Các bạn cứ nhiều kia kim nguyên bảo thì các bạn cứ đấu, là bảo đảm với các bạn là lụm nha. Không có ai giành được các bạn hết đâu, cứ tích kim nguyên bảo lên cho mình, bảo đảm với các bạn là không bao giờ mà ai giành được của các bạn hết. Không không đủ vốn rồi, không đủ vốn các bạn à. Sao mà tội nghiệp tôi dữ vậy trời, tôi hết kim nguyên bảo rồi. Hết kim nguyên bảo rồi mình không biết ngày mai mới có nữa, ngày mai nó mới có nữa các bạn à, chứ không phải bây giờ. Thì cái nhiệm vụ hang ma này mình nói rồi là treo máy các bạn mới có được nhận nha, còn không treo máy là các bạn không được nhận đâu đấy, không được nhận lượt tích đâu, nó kỳ cục vậy đó, phải treo online nha. Chắc hước của mình nữa rồi, biết ngay là mấy bạn hước của mình nữa mà. Các bạn trả bao nhiêu thì mình lấy bấy nhiêu nha, nó phải lấy được vài cục các bạn à, không lấy được thì sẽ nhiều cái nó không có hay lắm. Nè mình mua thẻ tháng hết rồi, các bạn lưu ý là mua một lần thôi. Này chưa ai quay chứ, chưa ai quay. Trời ơi đừng có đấu nữa, hết kim nguyên bảo rồi đấu miết. Rồi đây 50 lần rồi nè. Yeah, được một thẻ nha bạn. Và còn 10 lần, mình sẽ rút 10 lần luôn nha. Thử dần may có gì không. Rồi, có được một thẻ nữa nha các bạn. Tổng cộng là mình được 1, 2, 5 thẻ, 5 thẻ các bạn ơi. Thẻ hiện kim, quê tích lại, tích lại. Còn bên đây đủ 50 lần mình mới quay nha. Quê anh em. Đội nè. Rồi, xong vô đội đi Nghịch Hà. Trời, Nghịch Hà đang trong đội. Trời ơi, mặc luôn, ngon lành. Rồi, rồi, có đồ chơi rồi anh em ơi, đấu luôn. Mình sẽ đi kiếm giá. Sao mấy bạn này sung với gì ta, giành đồ của mình miết vậy. Các bạn lại thích giành đồ của mình nè. Rồi tiếp tiếp tục tiếp tục. Kho môn phái
gửi đồ vô, có cái đồ này vàng vàng không lấy ra, đồ đỏ không lấy ra. Ok, vô phần có thể ghép nè các bạn, để coi 50 50 60 không nên nhé, kiếm đồ khó lắm. Khi nào đủ 5 món chúng ta mới chơi, thà kiếm lâu nhưng mà được chiến nó ok cái đi các bạn đó. Còn các bạn mà sung sung các bạn ấy, các bạn muốn kiếm đồ nữa thì còn cách đó là phần tầm bảo nè đó, bỏ kim miên bảo ra quay kiếm đồ ghép dễ không, dễ chiếm nữa không, chiếm nữa đi, mình đấu với các bạn rồi đã để fan nào mua cái 5.000 nữa. Fan nào tiền nhiều nữa. Ok anh em, cảm ơn anh em xem clip này của mình nhé.